Đội tuyển Đức đã giành quyền vượt qua vòng bảng Euro 2024 và cập nhật từ chiến thắng thuyết phục của những cỗ xe tăng là tâm điểm làng thúc cầu. Bên cạnh đó, chuyện Kylian Mbappe quay lại tập luyện hay Gareth Southgate tiếp tục ngó lờ Cole Palmer cũng sẽ xuất hiện trong video hôm nay. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đức giành quyền vượt qua vòng bảng. Euro 2024 đã tìm ra tập thể đầu tiên vượt qua vòng bảng và đó không ai khác ngoài đội chủ nhà Đức. Dù phải đụng độ một đội bóng có quyết tâm rất lớn là Hungary, nhưng những cỗ xe tăng vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt với màn tỏa sáng của các ngôi sao. Cụ thể, Musiala là người mở tỷ số trong hiệp 1, trong khi Gundogan ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở lượt sau cuộc đấu. Cập nhật tích cực trên giúp Đức có 2 trận toàn thắng và với 6 điểm trong tay, thay cho Julian Nagelsmann chính thức giành vé đi tiếp. Thêm một chút thông tin thì ở cuộc đụng độ còn lại ở bảng A đêm qua, Scotland đã chia điểm với Thụy Sĩ cùng kết quả 1 đều. Cập nhật trên khiến cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn còn với cả hai đội khi Scotland đang có 1 điểm, còn Thụy Sĩ có 4 điểm trong tay. Đánh rơi chiến thắng phút cuối, Croatia đối diện nguy cơ bị loại. Sở hữu không ít ngôi sao trong đội hình nên Croatia nhận kỳ vọng trở thành ngựa ô ở Euro lần này. Tuy nhiên, sau trận thua đậm trước Tây Ban Nha, tập thể áo Caro tiếp tục gây thất vọng khi không thể kiếm trọn 3 điểm trước đối thủ yếu hơn là Albania. Thậm chí Luka Modric cùng với các đồng đội còn bị đội bạn mở tỷ số từ khá sớm. Dù cho sau đó Croatia có liền 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước, nhưng họ lại để cho Albania gỡ hòa vào thời gian bù giờ và chấp nhận chia điểm với tỷ số 2 đều. Cập nhật trên khiến cơ hội đi tiếp của cả Croatia và Albania bị nghi ngờ khi họ mới chỉ có 1 điểm, trong bối cảnh bảng B vẫn còn 2 ông lớn là Ý và Tây Ban Nha. Kylian Mbappe quay lại tập luyện. Trái với dự đoán của truyền thông thì Kylian Mbappe đã quay lại tập luyện chứ không vắng mặt do vấn đề ở mũi. Thậm chí thủ quân của đội tuyển Pháp còn tham gia các tình huống đánh đầu để khẳng định bản thân không gặp trở ngại nào trong tranh chấp. Thế nhưng thời điểm ngôi sao sinh năm 1998 có thể ra sân cùng với thể trạng tốt nhất vẫn đang là một ẩn số. Thậm chí đã xuất hiện các đồn đoán về việc Real Madrid có thể xem xét hoãn ngày ra mắt của Mbappe cho đến khi tình trạng mũi của cầu thủ này trở lại ổn định. Gareth Southgate tiếp tục ngó lờ Cole Palmer. Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích sau màn trình diễn dưới kỳ vọng trong cuộc đụng độ trước Serbia, thì tuyển Anh dự định giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận gặp Đan Mạch. Điều này đồng nghĩa với việc một nhân tố đang nhận rất nhiều kỳ vọng là Cole Palmer tiếp tục phải chờ đợi cơ hội trên băng ghế dự bị. Đây là cập nhật khiến cho nhiều fan của Tam Sư không vui do ngôi sao của Chelsea đã có một mùa giải rất tốt trong màu áo của The Blues. Lazio hỏi mua Mason Greenwood. Xứng đáng là một trong những cái tên hot nhất phiên chợ hè thì Mason Greenwood vừa thu hút thêm lời đề nghị mới về cho Manchester United. Cụ thể, Lazio đã hỏi mua chân sút người Anh với giá 30 triệu bảng. Dù cho con số trên chưa đáp ứng được kỳ vọng 40 triệu bảng từ phía Quỷ Đỏ, nhưng đại diện Serie A sẵn sàng cài thêm những điều khoản bổ sung vào trong bản hợp đồng. Vì vậy, khả năng các bên tìm được tiếng nói chung là không hề nhỏ, dù cho chưa thể loại trừ khả năng Greenwood có thể khoác áo một tập thể khác như Juventus hay Valencia. Mikhailo Mudryk có thể rời Chelsea. Chelsea đang quyết liệt theo đuổi cầu thủ chạy cánh Michael Olise của Crystal Palace. Nếu nhân tố 22 tuổi thực sự là người của The Blues, tương lai của một số ngôi sao tại sân Stamford Bridge có thể bị ảnh hưởng. Theo Football Insider, Mikhailo Mudryk là cái tên nhận đồn đoán rời Chelsea trong trường hợp ông lớn Premier League đạt tiến triển trong thương vụ Michael Olise. Thế nhưng mọi chuyện có thể chỉ rõ ràng hơn sau khi Euro 2024 kết thúc. Kepa sáng cửa ở lại Real Madrid. Từ chỗ không thể cạnh tranh xuất bát chính ở Real Madrid và đứng trước khả năng quay lại Chelsea, thì thủ thành Kepa lại nhận cập nhật bất ngờ về tương lai. Cụ thể, kênh Kênh Trắng đang tính chuyện gia hạn hợp đồng hỏi mượn ngôi sao xứ đấu bỏ khi mà Lunin có thể ra đi ngay phiên chợ hè. Về phía Chelsea, đại diện thành London cũng không mặn mà với việc sử dụng Kepa, nên khả năng các bên tìm được tiếng nói chung là rất cao. Tất nhiên, kể cả trong trường hợp trụ lại Bernabeu, thì ngôi sao xứ đấu bỏ khả năng cao vẫn chỉ sắm vai kép phụ cho Thibaut Courtois. Inter Milan theo đuổi Victor Lindelof. Ngoài Fenerbahce của ông thầy cũ Jose Mourinho, thì Victor Lindelof còn đang nằm trong tầm ngắm của câu lạc bộ Inter Milan. Về phía đại diện nước Ý, Nerazzurri chuẩn bị lời hỏi mua gồm 10 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí gửi đến Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, chính Victor Lindelof cũng cảm thấy hứng thú với việc chuyển sang Serie A thi đấu. Do vậy, Manchester United hoàn toàn có thể chấp nhận lời đề nghị trên để tiếp tục quá trình thanh lọc đội hình của mình.
trận Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc lập kỷ lục. Màn lội ngược dòng của Bồ Đào Nha trước Séc là một trong những cuộc đấu hấp dẫn nhất Euro cho đến hiện tại. Quan điểm trên phần nào được chứng minh khi màn chạm trán vừa nêu chính là trận cầu được xem nhiều nhất ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu tính đến thời điểm thống kê. Cụ thể đã có 5,3 triệu lượt theo dõi trận đấu vừa nêu và rõ ràng sức hút của Ronaldo cùng với các đồng đội vẫn đang là rất lớn. Manchester United từ bỏ thương vụ Jean-Claire Todibo. Đã quan tâm Jean-Claire Todibo từ lâu, nhưng Manchester United lại có động thái từ bỏ thương vụ trên. Điều đáng nói là nguyên nhân không nằm ở vấn đề đàm phán giữa hai câu lạc bộ mà phụ thuộc vào chính Sir Jim Ratcliffe. Cụ thể, người giàu nhất nước Anh nằm trong thành phần sở hữu của cả Manchester United cùng với Nice, thế nên một cuộc trao đổi có thể mang đến rắc rối trong tương lai. Vì vậy, Quỷ Đỏ quyết định chuyển mục tiêu sang những cái tên khác. Aston Villa sắp có sao trẻ Chelsea. Trái với đồn đoán về việc Ian Madsen tiếp tục ở lại Borussia Dortmund sau mùa giải thi đấu cho đội bóng vùng Ruhr dễ dàng cho mượn, thì Aston Villa mới là điểm đến của cầu thủ 22 tuổi. Nguyên nhân là do đội chủ sân Villa Park đã tỏ ra rất khẩn trương trong quá trình đàm phán với Chelsea và đạt thỏa thuận ở quanh mức 35 triệu bảng. Ngay cả các chi tiết trong bản hợp đồng giữa các bên cũng được tiết lộ khi Ian Madsen sẽ ký với Aston Villa bản giao kèo có thời hạn là 6 năm. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Những thông tin về Euro và thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp tục chiếm sóng truyền thông giai đoạn tới. Do vậy đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về làng Túc Cầu. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.